Chào tất cả các bạn. Chào mừng các em đã đến với buổi học ngày hôm nay. Các bạn đang tham gia ở trong khóa học văn VIP của các bạn 2K10 dành cho bộ sách Kết nối tri thức. Và để bắt đầu cho buổi học ngày hôm nay thì các bạn hãy cùng nhìn lên màn hình. Chúng ta sẽ cùng lần lượt đi với nhau về những nội dung của buổi học này nhé. Bây giờ thì xin mời các bạn sẽ nhìn lên màn hình nhá. Mến, hiện tại ở trên màn hình của chúng ta là một bức ảnh và các em hãy suy nghĩ về câu hỏi mà chị đặt ra nhé. Hình ảnh trên gợi cho em suy nghĩ về điều gì? Bạn nào đã có suy nghĩ của mình thì các em có thể bật mic lên để trả lời nhá. Do đây là buổi học thử, thế nên là chưa có các bạn học sinh tham gia, bởi vậy mà chị sẽ chủ yếu là giúp cho các bạn khi theo dõi thì hiểu được về tiến trình của buổi học. Thì sau khi chị trình chiếu hình ảnh như thế này, các bạn học sinh có thể bật mic lên để chúng ta phát biểu và chị cũng sẽ chia sẻ về suy nghĩ của bản thân mình nhé. Chúng ta đang thấy ở trước mắt đây là hình ảnh với màu sắc rất là thân thiện với chúng mình. Nhìn vào thôi là chúng ta đã cảm thấy một cái sự dịu nhẹ rồi. Bởi vì màu sắc của bức ảnh này chủ đạo là màu xanh của rừng, đúng không các em? Đặc biệt, chắc hẳn là mỗi chúng ta đều rất là ấn tượng với cả cái hình ảnh mà những cánh rừng này đang tạo nên. Đó chính là hình ảnh giống như là lá phổi của con người vậy. Vậy nên là trước tiên thì hình ảnh này gợi cho chúng ta suy nghĩ tới thiên nhiên, rừng núi. Rừng chính là lá phổi xanh của con người, đúng không ạ? Nhưng mà một điều đặc biệt, hãy nhìn vào góc bên phải của hình ảnh này thì chúng ta sẽ thấy là một phần của lá phổi đang bị tàn phá và không còn cái màu xanh như ban đầu nữa. Và sự tàn phá đó các em thấy không? Nếu nhìn kỹ thì sẽ thấy đó chính là bàn tay của con người, đó chính là hình ảnh của những chiếc ô tô, đó chính là hình ảnh của những khu công trường. Thế thì, bên cạnh việc gọi lên cho chúng ta suy nghĩ tới vấn đề là thiên nhiên là lá phổi xanh của con người thì hình ảnh này cũng khiến cho chúng ta như là một lời nhắc nhở cho chúng ta về thực trạng về nạn phá hoại rừng, đúng không ạ? Về nạn phá rừng hay rộng ra chính là cái sự tàn phá đối với thiên nhiên. Tàn phá thiên nhiên cũng chính là tàn phá lá phổi xanh của chính con người chúng ta. Vậy thì không chỉ hình ảnh này đâu mà chị tin rằng cái vấn đề về mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên vẫn luôn luôn là một vấn đề rất là nhức nhối, là một cái vấn đề được nhiều người quan tâm mà chắc chắn là chúng ta cần phải quan tâm. Vậy thì nếu như muốn bàn luận về một vấn đề liên quan đến mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên bằng một bài viết thì chúng ta sẽ viết như thế nào đây? Vậy thì trong buổi học ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đi khám phá điều đó nhé. Chào mừng các bạn đến với nội dung của buổi học hôm nay. Chúng ta đến với tiết học viết. Thuộc bài 1 Thế giới kỳ ảo và tiết học ngày hôm nay có nội dung là viết bài văn nghị luận về một vấn đề cần giải quyết xoay quanh mối quan hệ con người trong mối quan hệ với tự nhiên. Các bạn sẽ cùng ghi bài với chị nha. Các bạn nhớ ghi bài đầy đủ nhé. Thì để tham gia buổi ngày hôm nay các bạn sẽ cần phải chuẩn bị đầy đủ. Thứ nhất là sách giáo khoa, thứ hai là vở ghi và thứ ba tất nhiên rồi là bút viết nhá. Còn quan trọng hơn nữa đó chính là một cái tinh thần thật là tỉnh táo này, đặc biệt là một tinh thần thoải mái. Đó, chúng ta sẽ cùng với nhau tham gia buổi học ngày hôm nay thật là tích cực nhá. Rồi, bây giờ bước vào nội dung của buổi hôm nay ấy, liên quan đến một tiết học viết thì điều đầu tiên mà chúng ta quan tâm đó chính là yêu cầu của bài viết. Kiểu như là khi mà chúng ta chuẩn bị làm một điều gì đó ấy, thì chúng ta cần phải xác định được mục tiêu của điều đó là gì, đúng không? Cái mục tiêu mà chúng ta hướng tới là gì? Thì khi xác định được mục tiêu, chúng ta sẽ có được hướng đi này, chúng ta sẽ có được cái đích đến để rồi mình cứ quyết tâm tiến về cái điều đó thôi, làm sao thực hiện được điều đó. Thì ở đây cũng như thế, để bắt đầu viết một bài văn nghị luận về một vấn đề cần giải quyết con người trong mối quan hệ với tự nhiên ý, thì trước tiên chúng ta cần phải nắm bắt được yêu cầu của kiểu bài này là gì. Đó, để từ đó chúng ta định hình được những gì cần làm nhé. Bởi vậy, bây giờ các bạn sẽ bước vào phần đầu tiên cùng với chị tìm hiểu về yêu cầu của kiểu bài nhé.
Phần này các bạn có thể nhìn vào trong sách giáo khoa nhá. Các em có thể nhìn vào trong sách giáo khoa thì ở đây chúng ta đã thấy phần yêu cầu này đã được đóng khung trong sách giáo khoa rồi. Các em không cần phải chép lại. Nhưng các bạn hãy giúp chị đánh dấu vào những từ khóa như sau. Chúng ta có 4 yêu cầu cần phải thực hiện được đối với kiểu bài này nhá. Thứ nhất, yêu cầu thứ nhất là phải nêu được vấn đề thể hiện mối quan hệ giữa con người với tự nhiên. Nha, các em đánh dấu và giúp chị từ khóa nêu được vấn đề. Yêu cầu thứ hai, trình bày được mối quan hệ hai chiều giữa con người với tự nhiên trong phạm vi vấn đề nghị luận. Triển khai được hệ thống luận điểm chặt chẽ, sử dụng lý lẽ sắc bén bằng chứng xác thực và tiêu biểu. Những cái từ mà chị bôi màu nâu ở đây nhá, thì các bạn sẽ đánh dấu vào trong sách giáo khoa giúp chị, bởi đây là những cái từ khóa hay chính là phần tóm tắt những cái yêu cầu quan trọng nhất mà chúng ta cần phải đạt được, cần phải làm được sau buổi học ngày hôm nay nhá. Rồi, yêu cầu thứ ba đó là chúng ta phải nêu được quan điểm trái chiều về vấn đề hoặc khía cạnh nào đó của vấn đề và phản bác một cách có cơ sở. Đây được coi như là một yêu cầu nâng cao hơn so với năm lớp 8 mà chúng ta đã từng học về kiểu bài văn nghị luận xã hội, đúng không ạ? Về văn nghị luận xã hội thì lớp 8 chúng ta cũng đã có những bài, chúng ta cũng đã được hướng dẫn, cũng đã được học rồi. Tuy nhiên, bước sang năm lớp 9 này thì chúng ta sẽ cần phải viết những bài văn mà mang tính hoàn thiện hơn nữa này, chặt chẽ hơn về mặt lý lẽ, tiêu biểu hơn nữa về mặt bằng chứng. Và đặc biệt là để có thể chặt chẽ về lý lẽ thì chúng mình sẽ cần phải nêu được quan điểm trái chiều hoặc là một cái khía cạnh nào đó mở rộng của cái vấn đề chúng ta bàn luận để làm củng cố thêm ấy, đấy, để làm chắc chắn thêm và củng cố thêm quan điểm mà chúng ta đưa ra. Đây là một cái yêu cầu số 3 này được coi như là một yêu cầu nâng cao hơn so với những gì chúng ta đã được học. Đó. Và cuối cùng là chúng ta sẽ cần phải đề xuất được giải pháp khả thi để giải quyết những bất ổn trong ứng xử của con người với tự nhiên. Thì các bạn ơi, ở đây nhá, đối với 4 yêu cầu như thế này thì như chị đã nói đấy, là kiểu bài nghị luận xã hội chúng ta không phải là đến năm lớp 9 chúng mình mới học. Chúng ta đã được học từ những lớp dưới rồi. Nhưng mỗi cấp học, mỗi lớp học chúng ta sẽ có thêm một số những yêu cầu nâng cao hơn, mới hơn để chúng ta vận dụng kiến thức của mình. Chúng ta cũng ngày một trưởng thành hơn mà. Bởi vậy mà cách viết của chúng ta này, bài văn mà chúng ta viết cũng cần phải chặt chẽ hơn, cần phải trưởng thành hơn. Đấy, thế thì hãy cùng vận dụng những kiến thức mình đã có về văn nghị luận xã hội kết hợp với cả những cái yêu cầu mới đặt ra trong bài ngày hôm nay để chúng mình có được một bài văn thật hoàn chỉnh, có được một bài văn thật hay và thật là thuyết phục nha. Rồi, vậy thì để đạt được 4 yêu cầu như thế này, chúng ta sẽ phải làm như thế nào đây? Đấy, xác định được yêu cầu như là việc chúng ta đã xác định được hướng đi, xác định được một cái hình hài cho bài nghị luận xã hội mà chúng ta phải hoàn thiện. Trong bài văn đó là phải nêu được vấn đề này, trong bài văn đó là phải trình bày được mối quan hệ hai chiều giữa con người và tự nhiên, rồi phải có luận điểm chặt chẽ, có lý lẽ sắc bén, có bằng chứng xác thực và tiêu biểu. Trong bài văn đó là cũng phải nêu được quan điểm trái chiều hoặc là một cái khía cạnh mở rộng của vấn đề và có cái sự phản bác có cơ sở. Cuối cùng trong bài văn đó là phải đề xuất được giải pháp khả thi để mà giải quyết những cái bất ổn trong mối quan hệ giữa con người và tự nhiên nha. Đấy, thì bây giờ chúng ta đã xác định được hình hài của bài văn như vậy rồi, xác định được những cái yếu tố chính mà bài văn cần có rồi, thì mình sẽ đi vào từng bước làm bài nha. Chúng ta bước sang phần 2 lớn. Phần 1 này các em chỉ cần đánh dấu vào sách giáo khoa thôi, không cần là phải chép lại vào trong vở đâu nhá. Bây giờ sang phần 2 lớn này. Phần 2 lớn là các bước làm bài. Thì chúng mình quan sát vào trong sách giáo khoa thuộc cái phần mà chúng ta sau khi phân tích xong bài viết mẫu thì chúng mình sẽ bước sang phần thực hành, đúng không ạ? Thì trong phần thực hành đó, sách giáo khoa có chia cho chúng ta 3 cái giai đoạn. Một là trước khi viết, hai là viết bài và cuối cùng là chỉnh sửa, đúng không? Thế nhưng mà ở đây thì chị có tổng hợp lại và phân chia ra thành 4 bước chính.
nhá. Bốn mức này không phải là khác hoàn toàn so với những gì chúng ta được học trong sách giáo khoa, nhưng mà các em cũng hiểu đấy, tham gia trong khóa học này thì chị cũng hiểu là mục tiêu của chúng mình là sẽ được rèn luyện nhiều hơn này, chúng mình sẽ được học những cái kiến thức và những cái kỹ năng chuyên sâu hơn phục vụ cho việc chúng mình đi thi nữa đấy. Thế nên là chỉ có một số những cái thay đổi nho nhỏ thôi, mang tính phù hợp hơn cho các bạn nhỏ khi mà chúng ta thực hành viết bài, khi mà chúng ta đi thi nhá. Thì cụ thể những cái thay đổi trong các bước làm bài như sau. Chúng ta sẽ có bước thứ nhất, đó là xác định vấn đề nghị luận. Nếu như ở trong sách giáo khoa là cái phần chúng mình chuẩn bị và chọn đề tài đấy, thì khi đi thi chúng ta có thể sẽ gặp những đề như là viết một bài văn nghị luận nêu lên suy nghĩ của em về một vấn đề cần giải quyết xoay quanh mối quan hệ giữa con người và tự nhiên. Thì khi đó là chúng ta cũng được lựa chọn đề tài đấy, đúng không ạ? Một cái đề tài rộng lớn là mối quan hệ giữa con người và tự nhiên, và chúng ta được phép tự lựa chọn cái vấn đề xoay quanh đề tài rộng lớn đó. Nhưng cũng có thể đi thi thì đề bài sẽ chỉ rõ ra cho chúng ta cần phải bàn luận về điều gì. Bởi vậy, chị gọi chung cái bước đầu tiên là xác định vấn đề nghị luận. Tùy xem đề bài như thế nào rồi chúng ta sẽ xác định cái vấn đề ta cần bàn luận trong bài là gì nha. Tiếp theo, cũng là một bước nằm trong cái khâu chuẩn bị ấy, thì đó chính là bước tìm ý và lập dàn ý. Chị gộp hai bước này vào luôn nhá, chị gộp cái bước tìm ý và lập dàn ý vào luôn. Bởi vì là khi đi thi thì chúng ta thực hiện hai cái bước tìm ý và lập dàn ý rất là nhanh thôi. Vậy làm thế nào để tiết kiệm thời gian và hiệu quả trong cái việc tìm ý và lập dàn ý, thì chị sẽ gộp chung vào bước thứ hai này nhá. Sau đó thì chúng mình sẽ viết bài, chúng ta sẽ diễn đạt như thế nào từ dàn ý đã lập đấy, và cuối cùng là chúng ta sẽ đọc lại và chỉnh sửa nếu cần. Nếu bài viết của mình đã rất tốt rồi thì mình không cần phải chỉnh sửa, đúng không? Nhưng mà ở trong quá trình học thì chị tin là việc chúng ta đọc lại và có những cái sự chỉnh sửa cần thiết sẽ rất là hữu ích và cũng giúp cho chúng mình rèn luyện thêm cái kỹ năng viết của mình đấy. Rồi, vậy thì trong quá trình làm bài nhá, bước 1 thì như chị đã nói là chúng ta sẽ đọc kỹ đề bài, xem đề bài hỏi và yêu cầu chúng ta bàn luận về vấn đề gì, thì mình sẽ gạch chân tại cái vấn đề đó. Hoặc là nếu đề bài cho chúng ta tự chọn vấn đề thì em cũng cần phải viết ra được cái vấn đề đấy, để chúng mình xác định đó là cái mục tiêu, đó chính là cái trọng tâm trong bài viết của mình nha. Thì bước 1 này sẽ làm rất nhanh. Khi đi thi thì các em chỉ cần đọc đến đâu, xác định được vấn đề là chúng ta gạch chân tại đó, thì cũng chỉ mất khoảng 2 đến 3 phút là cùng thôi, đúng không? Đấy, còn cái bước tốn nhiều thời gian nhất và những cái bước mà chúng ta cần phải đặt để nhiều cái tâm sức nhất chính là bước 2 và bước 3. Bởi vậy mà bây giờ chị sẽ đi sâu hơn, kết hợp giữa bước 2 và bước 3 để hướng dẫn cho chúng mình nhé. Đây, bước 2 và bước 3, hai bước quan trọng nhất, thì chị sẽ hướng dẫn cụ thể dựa trên việc là cùng với các bạn thiết lập một cái sơ đồ tư duy về cấu trúc của bài văn nghị luận, bàn luận về một vấn đề cần giải quyết xoay quanh mối quan hệ giữa con người và tự nhiên. Nghĩa là chúng mình sẽ lập một cái sơ đồ tư duy. Các bạn chuẩn bị cho chị một cái trang giấy trắng nhá, có thể là hai trang giấy luôn. Nếu như các em có một cuốn vở nho nhỏ xinh xắn như thế này, các bạn có thể chuẩn bị luôn cho chị. Đây, chúng mình sẽ vẽ sơ đồ ra cả hai trang này nhá. Còn nếu như mà bạn nào chúng ta có cái vở ghi to hơn, khổ rộng hơn, thì chúng mình sẽ chuẩn bị một trang giấy cho chị để chúng mình vẽ sơ đồ tư duy vào đó nha. Đó là sơ đồ của một bài văn nghị luận. Đồng thời thì các bạn cũng sẽ tiếp tục viết tiếp vào vở những cái công thức viết đấy nha. Thì cụ thể như thế nào, bây giờ các bạn sẽ đi sâu cùng với chị này, đi vào việc tìm ý, lập dàn ý và viết bài cho một bài văn nghị luận xoay quanh một vấn đề cần giải quyết về mối quan hệ giữa con người và tự nhiên. Chúng ta sẽ có các phần như sau nào. Cấu trúc của một bài nghị luận, đây sẽ là cái mục chính trong sơ đồ tư duy của chúng ta nhá. Thì như chúng ta đã biết đấy, bài văn nào, bài văn nghị luận nào thì chúng mình cũng cần phải có 3 phần, đúng không ạ? Một, mở bài. Hai, thân bài. Và ba là kết bài. Điều đó thì ai cũng biết rồi, nhưng mà vấn đề là làm từng phần này như thế nào cơ, đúng không ạ? Thì bây giờ chúng mình sẽ đi vào phần mở bài trước nhé. Xin mời các bạn, không cần chờ đợi gì thêm nữa, bước vào phần mở bài luôn. Nào, đến với phần mở bài ạ.
Phần mở bài là phần mà có rất là nhiều bạn cảm thấy băn khoăn và còn gọi mở bài này như là một cái nỗi ám ảnh ý. Nhưng chị nghĩ rằng là sau buổi ngày hôm nay nhá, các bạn sẽ bỏ hết những cái suy nghĩ như thế đi nha, bởi vì chúng ta có vô số các cách mở bài. Đã thế ở đây chúng ta được thu hẹp cái vấn đề chỉ xoay quanh mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên thôi, thì chị có rất là nhiều những điều mong muốn được chia sẻ cùng với các em để giúp cho các bạn có thể viết cái mở bài một cách thuận lợi hơn, đơn giản hơn và thực tế hơn nha. Một mở bài hay các em cho rằng sẽ là một mở bài như thế nào? Đó, có bạn thì sẽ cho rằng đó sẽ là một cái mở bài mà phải đi từ một cái nội dung dẫn dắt nào đó thật là hấp dẫn, thật là kêu, thật là khủng khiếp vào đấy. Nhưng cũng có những bạn thì cho rằng một mở bài hay là nhẹ nhàng dẫn dắt người đọc đi từng bước để đến với vấn đề. Có những bạn thì theo đuổi một cái cách viết thật là mạch lạc, rõ ràng, bởi vậy mà mở bài trực tiếp sẽ là cái mở bài mà các bạn ấy chọn. Đó, thì mở bài theo cách nào cũng được các bạn nhé. Nhưng mà cụ thể thì chúng ta làm như thế nào để viết được một mở bài đúng, một mở bài trúng và còn hấp dẫn nữa, thì hãy đi qua từng nội dung như sau cùng với chị này. Thứ nhất là mình phải xác định được yêu cầu của phần mở bài là gì. Thứ hai là mình sẽ phân tích cái bài viết tham khảo trong sách giáo khoa xem sao nhé, xem là mở bài trong bài viết đó như thế nào. Và thứ ba là từ đó chúng ta xây dựng cái cách viết mở bài. Và cuối cùng là mình thực hành với một ví dụ để có thể cụ thể hóa những cách viết mà chúng ta đã xây dựng nha. Trước tiên, đối với yêu cầu của phần mở bài nào, yêu cầu của phần mở bài thì các bạn đọc lại cho chị, xem lại ngay cho chị về phần yêu cầu ở đầu bài học nhé. Phần mà chị yêu cầu các bạn là sẽ gạch chân vào sách giáo khoa đấy. Đấy, thì phần mở bài chúng ta cần phải làm được nhiệm vụ gì ạ? Hãy đọc kỹ yêu cầu số 1 giúp chị nào. Yêu cầu số 1 ở trong trong cái mục yêu cầu cần đạt nào, trong cái mục yêu cầu của bài viết này nào, trong sách giáo khoa đã có cho chúng ta rồi đấy, thì mục số 1 là gì? Yêu cầu đầu tiên là gì? À, đó là phải nêu được vấn đề cần bàn luận, đúng không? Thì đấy chính là yêu cầu của mở bài đấy ạ. Mở bài em dẫn dắt từ đâu thì dẫn dắt, em viết như thế nào thì viết, nhưng phải đảm bảo được cái yêu cầu cơ bản nhất, đó là nêu được vấn đề nha. Đấy, bài này em đi bàn luận về vấn đề gì thì em phải nêu được cái vấn đề đó, nhớ nhá. Đồng ý không? Đây là cái yêu cầu cần đạt của mở bài này. Đây là cái quan trọng nhất các bạn cần nhớ về mở bài. Bởi vì có rất nhiều bạn chỉ theo đuổi những cách viết hoa mỹ thôi, sau đó quên luôn là mình cần phải nêu được vấn đề trong mở bài. Và chúng mình không nêu được vấn đề hoặc là nêu sai vấn đề, thế là từ mở bài là mình đã lạc đề mất rồi. Đấy nhá. Nên để thực hiện được cái yêu cầu đầu tiên trong sách giáo khoa đã cung cấp cho chúng ta đấy, thì mở bài là mình phải nêu được vấn đề. Đấy, chứ không phải mở bài là phải dẫn dắt từ cách A, cách B, cách C, phải dẫn dắt từ con số này, từ ví dụ kia đâu nha. Mở bài chỉ cần đạt được cái yêu cầu là nêu được vấn đề thôi các bạn nhá. Rồi, vậy thì trong sách giáo khoa cũng đã cung cấp cho chúng ta một bài viết tham khảo. Bây giờ hãy cùng xem là mở bài trong bài viết tham khảo này đã nêu vấn đề như thế nào nhá. Các bạn sẽ mở sách giáo khoa này hoặc là nhìn lên màn hình, chị sẽ chiếu phần sách giáo khoa lên cho chúng ta nhá. Các bạn đợi chị một xíu nhé. Đây ạ, đây chính là phần sách giáo khoa mà có cái bài tham khảo cho chúng mình đấy. Và mình sẽ phân tích bài viết tham khảo này. Trước tiên là phân tích phần mở bài. Bài viết tham khảo có nhan đề là Con người đã làm gì với tự nhiên? Phần mở bài, người viết đã viết như sau. Đối với đồng bào tôi, mỗi tấc đất là thiêng liêng, mỗi lá thơm óng ánh, mỗi bờ cát, mỗi hạt sương long lanh trong những cánh rừng rậm rạp, mỗi bãi đất hoang và tiếng thì thầm của côn trùng là những điều thiêng liêng trong ký ức và kinh nghiệm của đồng bào tôi. Đó là lời khẳng định của thủ lĩnh da đỏ Seattle khi ông thay mặt cộng đồng mình bày tỏ thái độ đối với đất đai của tổ tiên và thế giới tự nhiên trước khi những thứ đó rơi vào tay người da trắng.
Xét về ý nghĩa, những lời trên đây của C. Upton đã chạm tới một vấn đề vô cùng hệ trọng, không chỉ với riêng cộng đồng người da đỏ, mà còn với nhân loại nói chung, mối quan hệ mật thiết giữa con người với tự nhiên. Nào, thì bây giờ phân tích cái bài viết mẫu này nhá, bài viết tham khảo này nhá, phân tích bài viết tham khảo này một chút. Các bạn đợi chị. Rồi ạ, ok. Nào, phân tích bài viết tham khảo này một chút nhé. Thì các bạn thấy là bài viết này, các bạn thấy là bài viết này, mở bài thì người viết đã dẫn dắt từ nội dung gì đây ạ? Người viết đã chọn cách mở bài như thế nào đối với mở bài này đây? Ta thấy là bài viết này bắt đầu bằng một trích dẫn, đúng không ạ? Đây, chị sẽ bôi vàng phần trích dẫn này nhá. Các em không cần phải gạch vào sách giáo khoa đâu, các em cứ quan sát vào sách giáo khoa để hiểu là được nha. Đối với đồng bào tôi, mỗi tấc đất là thiêng liêng, mỗi lá thông óng ánh, mỗi bờ cát, mỗi hạt sương long lanh trong những cánh rừng rậm rạp, mỗi bãi đất hoang và tiếng thì thầm của côn trùng là những điều thiêng liêng trong ký ức và kinh nghiệm của đồng bào tôi. Đó. Mở bài này bắt đầu từ một nhận định như vậy các em ạ. Thế thì chúng mình thấy là sau khi mà nêu nhận định xong nhá, và các bạn có thấy là khi mà bài viết mà đi từ một nhận định ít nhiều khiến cho chúng ta cảm thấy tò mò hơn và muốn đọc tiếp. Đấy, muốn tìm hiểu là lý do mà người viết trích ra nhận định này là gì? Đây là nhận định được trích ra từ đâu, đúng không ạ? Ý nghĩa của nó là gì? Đấy. Và không biết là từ nhận định này thì người viết sẽ đưa đến cho chúng ta vấn đề gì đấy. Vậy nên việc mở bài đi từ một nhận định, một cái trích dẫn là một cách mở bài rất là hấp dẫn và chúng ta học hỏi được từ bài viết tham khảo này. Nhưng cách viết ở đây không phải là chỉ mỗi trích ra không. Sau đó thì người viết sẽ cần phải làm gì ạ? Cần phải dẫn dắt. Đấy, cần phải có những câu dẫn dắt, có những lời văn dẫn dắt để nêu ra vấn đề. Thì vấn đề nghị luận ở đây được nêu trong những từ ngữ nào? Các bạn ơi, như chúng ta đã xác định yêu cầu của phần mở bài là phải nêu được vấn đề. Thì trước tiên mở bài này đã nêu được vấn đề. Và vấn đề mà mở bài này nêu ra đó là vấn đề gì? Các bạn hãy bật mic lên để phát biểu, hoặc nếu không, nếu như mà không bật mic được thì các em có thể là gõ vào trong hộp chat của buổi học nhé. Chị sẽ thấy được và để chị xem là các em đã hiểu như thế nào là một mở bài nêu được vấn đề hay chưa. Thì đọc mở bài này các em thấy vấn đề được nêu là gì? Trước tiên là ta ấn tượng với việc người viết trích ra một nhận định rồi. Thế nhưng mà cái quan trọng khi đọc mở bài ấy là các em phải biết được là mở bài đó đã nêu được vấn đề chưa? Nếu như đã nêu được thì đó là vấn đề gì? À, ta thấy này, là mở bài này đã nêu được vấn đề đó là mối quan hệ mật thiết giữa con người với tự nhiên. Đây chính là vấn đề nghị luận đã được nêu trong mở bài này. Nhưng để nêu lên vấn đề này thì người viết đã đi từ một trích dẫn, rồi sau đó thì người viết dẫn dắt để nêu ra vấn đề. Đây, dẫn dắt này, đó là lời khẳng định của thủ lĩnh da đỏ Seattle khi ông thay mặt cộng đồng của mình bày tỏ thái độ. Đây, toàn bộ phần này là phần mà dẫn dắt để nêu ra vấn đề, đúng không ạ? Đấy, thế là tóm lại nhá, chúng ta thấy cấu trúc của phần mở bài trong bài viết tham khảo này là gì? Một là đi từ một nhận định này, trích dẫn nhận định này. Hai là nêu ra những cái thông tin khái quát về nhận định để rồi khéo léo dẫn dắt. Và cuối cùng, thứ ba là nêu được vấn đề nghị luận, mối quan hệ mật thiết giữa con người với tự nhiên. Bên cạnh đó thì mở bài này mình thấy là cũng viết trong vòng một đoạn văn thôi, đúng không ạ? Một đoạn văn nho nhỏ thôi chứ không phải là một đoạn văn quá dài. Để rồi từ bài viết tham khảo này chúng ta thấy được nè. Bây giờ lại quay trở lại với cả màn hình trình chiếu ban đầu của chị nhá. Vậy từ bài viết tham khảo này thì mình thấy nè.
Mở bài trong bài viết tham khảo là người viết viết bằng một đoạn văn, đúng không? Một đoạn văn ngắn thôi. Và cách viết đó là dẫn dắt từ một câu nói, sau đó thì nêu vấn đề nghị luận. Đấy là cách viết của người viết đã sử dụng trong bài viết tham khảo. Vậy thì các em ơi, để viết nên một phần mở bài như chúng ta đã thấy đấy, là trước tiên ta phải xác định được vấn đề nghị luận cần nêu là gì. Xoay quanh vấn đề đó, ta có những cái ý tưởng gì để ta dẫn dắt tới. Đấy chính là cách viết của phần mở bài nha. Thì mình có rất là nhiều những cách viết của phần mở bài, chứ không phải là chỉ có một cách là đi từ câu nói đâu nhá. Vậy thì bây giờ chị sẽ liệt kê và hướng dẫn cho chúng mình những cách viết mở bài đặc sắc, hấp dẫn bằng các cái công thức. Nhưng mà lưu ý này, gọi là công thức nhưng chúng ta phải vận dụng linh hoạt, chứ không phải là vận dụng một cách cứng nhắc như là trong các môn toán lý hóa nha. Mà những cái công thức ở đây chị gọi là công thức chỉ là để gọi nhanh cho cái cách là, cho cái việc là có những cái mẫu câu dẫn dắt. Đấy, ok chưa? Chứ không phải là yêu cầu chúng mình phải bê nguyên si vào trong bài làm của mình đâu. Đấy, thế thì cụ thể như thế nào? Chúng ta có những cách viết như sau. Cách số 1 cho phần mở bài đó chính là cách viết trực tiếp nhá. Nhưng mà cách viết trực tiếp này, nhiều bạn thì có một cái suy nghĩ không được thích lắm đối với cách này, bởi vì là nó nêu trực tiếp vấn đề. Nhưng theo chị, trước khi chúng ta đến với những cách viết gián tiếp phức tạp hơn, thì mỗi bạn đều phải nhuần nhuyễn cách viết trực tiếp này trước đã nhá. Cụ thể chúng ta có thể viết như thế nào? Đây ạ. Cách viết trực tiếp, nêu trực tiếp vấn đề nghị luận. Chúng ta có công thức thứ nhất, bàn về mối quan hệ giữa con người và tự nhiên, có một vấn đề đáng được quan tâm, đó là nêu ra vấn đề A. Ở đây chị viết tắt VD chính là vấn đề nhá. Vấn đề A nghĩa là cái vấn đề nghị luận ta đã xác định được trong đề bài. Chứ chúng mình không thể nào là tự lấy một cái vấn đề ở đâu đó đem vào trong bài viết khi đi thi được. Mình phải đọc kỹ đề xem đề bài yêu cầu mình bàn luận về vấn đề gì nhá. Đấy, thì ở đây chúng ta đang là xây dựng một cái bài viết bàn luận về một vấn đề cần giải quyết xoay quanh mối quan hệ giữa con người với tự nhiên mà. Thì cách viết đơn giản nhất chỉ trong vòng một câu thôi. Mình cũng có thể viết một cái mở bài bằng một câu dài khoảng 2 dòng mà, đúng không ạ? Rất đơn giản. Bàn về mối quan hệ giữa con người và tự nhiên, có một vấn đề đáng được quan tâm, đó là đấy, ví dụ như là bàn về sự tác động của việc ấm lên, nóng lên toàn cầu chẳng hạn, hoặc là của việc ô nhiễm môi trường chẳng hạn, thì mình có thể viết là bàn về mối quan hệ giữa con người và tự nhiên, có một vấn đề đáng được quan tâm, đó là vấn đề ô nhiễm môi trường. Đấy, ví dụ như thế nhá, rất là đơn giản. Đấy, em cứ cách học của chúng mình ở đây là các em sẽ ghi chép lại những cái công thức này nhá. Và sau khi mà ghi chép xong này, lắng nghe chị giải thích công thức, các bạn có thể ngay lập tức áp dụng với một số những vấn đề được gợi ý ở trong sách giáo khoa. Trong sách giáo khoa cũng gợi ý cho chúng ta một số những vấn đề để mình lựa chọn để viết bài đấy. Thì các em có thể từ việc học những công thức như thế này, các bạn thử áp dụng với những vấn đề đó luôn. Xem sao nhá. Xíu nữa sau khi học xong phần công thức này, chị sẽ có một cái hoạt động cho chúng mình, đó là các em sẽ thực hành vận dụng những công thức này với một cái vấn đề cụ thể. Đấy, chúng mình sẽ viết ra một cái palette và chị sẽ vào đó để mà đọc và nhận xét cho bài làm của một số bạn nha. Chúng mình trong mỗi buổi học là chúng ta sẽ vừa học và vừa thực hành luôn như vậy đấy. Đó, thì đấy là công thức 1, quá đơn giản để sử dụng rồi, nhưng các em thấy không? Bạn nào mà ưa cái sự nhanh gọn ấy, không thích vòng vo ấy, thì đây, cách này là dành cho các em đấy. Hay là cách 2 nhá. Công thức 2 này. Con người và tự nhiên luôn có mối quan hệ mật thiết, tác động lẫn nhau, không thể tách rời. Tuy nhiên, có không ít người còn thiếu nhận thức về điều này. Đặc biệt, khi bàn luận về vấn đề A, tùy vấn đề chúng ta sẽ thay thế vào đây, chắc chắn sẽ có những người phải thay đổi cách suy nghĩ và hành động của mình trong việc đối xử với người bạn thiên nhiên. Đấy, thì nhớ này, cái phần nào mà mình sẽ thay thế tùy đề bài ấy, thì chị có in màu nâu. Thì các em khi chép vào vở các bạn cũng highlight lại, hoặc là các em làm thế nào đánh dấu nổi bật nó lên để biết được rằng là những cái phần không đánh dấu là những phần mình dùng được cho nhiều đề khác nhau. Đấy, mình giữ nguyên những cái phần đó. Còn phần nào mà đánh dấu thì là phần mà mình tùy đề bài để mình thay thế vào.
nhá, kiểu như là áp dụng công thức ấy đấy, thì đây là hai công thức để mà mình nêu vấn đề một cách trực tiếp, rất là đơn giản như vậy các bạn nhá. Rồi có lẽ là với hai cách này thì chị sẽ đặt ra cái yêu cầu với các em là chúng mình phải nhuần nhuyễn, nghĩa là phải nắm được hai cái cách này nhá, sau đó chúng mình mới đến với những cách phức tạp hơn. Nào, bên cạnh cách viết trực tiếp như vậy thì chúng ta sẽ có những cách viết gián tiếp khác như sau. Thứ nhất là chúng ta có thể dẫn dắt bằng hình ảnh. Mở bài mà lại đi từ một hình ảnh là như thế nào nhỉ? Đây, cụ thể sẽ là như sau nhé. Dẫn dắt bằng hình ảnh, rồi sau đó mới nêu vấn đề này. Thì cái nguyên lý của cách này đó là chúng ta sẽ suy nghĩ tới một cái hình ảnh phù hợp, tương đồng với cả vấn đề mà chúng ta đang bàn luận. Đấy, để rồi ta dẫn dắt từ cái hình ảnh đó, kiểu như là mình thiết lập một cái phép so sánh ý. Thì đây, chúng ta có công thức như sau nhé. Giống như lá phổi xanh của trái đất, thiên nhiên có vai trò quan trọng tạo nên môi trường sống của con người, giúp con người có đầy đủ những điều kiện về không khí, nguồn nước, đất đai để tồn tại và phát triển. Tuy nhiên, lá phổi xanh ấy đang bị phá hủy, bị đầu độc bởi chính con người. Trước thực trạng đó, và đặc biệt là cộng với vấn đề A, chúng ta không thể làm ngơ. Thì ở đây là sử dụng, cách này là sử dụng hình ảnh lá phổi xanh. Đó, giống như hình ảnh ban đầu mà chị có gợi dẫn cho chúng mình đấy. Bên cạnh hình ảnh lá phổi xanh thì chúng ta cũng có thể ví thiên nhiên như là người mẹ hiền này, viên thiên nhiên như là một người mẹ vĩ đại này, thiên nhiên như là một chiếc nôi này. Đấy, có rất nhiều hình ảnh phù hợp để mình so sánh với cả thiên nhiên, so sánh với cả tự nhiên. Đó nha, thì mình sẽ áp dụng theo cái cách này. Đầu tiên là nêu ra cái hình ảnh so sánh đó. Để rồi từ hình ảnh so sánh đấy thì mình nhấn mạnh vào vai trò của tự nhiên đối với con người. Rồi mình nhắc tới cái thực trạng là có nhiều người chưa hiểu về điều đó. Nên khi mà suy ngẫm về cái vấn đề nghị luận mà đề bài đặt ra ấy, thì chắc chắn chúng ta không thể nào làm ngơ được. Đấy, thì đấy chính là cái cách để triển khai việc dẫn dắt bằng hình ảnh. Và cách đó chị đã cụ thể hóa bằng công thức này. Các bạn có thể là ghi lại cái công thức này, và từ việc hiểu được công thức, em có thể biến đổi một chút xíu phù hợp với cả ý tưởng của em nhá, chứ không nhất thiết là lúc nào mình cũng phải ví như lá phổi xanh. Cái quan trọng ở đây chị muốn là các bạn sẽ hiểu được cách viết, hiểu được tại sao lại có công thức này. Đấy, thì có cái công thức này ở chỗ nhá, là đầu tiên chúng ta nêu ra hình ảnh, nêu ra cái hình ảnh so sánh đó, nêu ra cái phép so sánh của chúng ta, ví thiên nhiên giống như hình ảnh gì thì mình nêu ra. Từ cái hình ảnh đó thì mình chỉ ra vai trò của thiên nhiên đây ạ. Nhá, thiên nhiên có vai trò quan trọng tạo nên môi trường sống của con người, giúp con người có đầy đủ những điều kiện về không khí, về nguồn nước, về đất đai để tồn tại và phát triển. Sau khi nhấn mạnh được vai trò rồi thì chúng ta nêu ra thực trạng là có nhiều người là chưa hiểu được cái điều đó. Đấy, hay ở đây là dùng hình ảnh lá phổi xanh, thì ở đây là nêu ra thực trạng là lá phổi xanh này đang bị phá hủy, đang bị đầu độc, đúng không? Và cuối cùng thì nêu ra vấn đề nghị luận. Vậy thì vấn đề nghị luận mà muốn dùng cái công thức này sẽ là những cái vấn đề tiêu cực các bạn nhé. Chứ mình sẽ không khó để dùng cái vấn đề tiêu cực khi mà đi theo cách này được. À, khó để dùng những vấn đề tích cực khi mà đi theo cách này được. Những vấn đề tiêu cực ví dụ như là ô nhiễm môi trường, ví dụ như là nạn phá rừng, đúng không ạ? Đấy. Còn những cái vấn đề tích cực ví dụ như là chung tay để bảo vệ môi trường biển, hay là chung tay để tái chế những cái vật dụng đã hết hạn này, vân vân. Đấy, thì đấy là những cái vấn đề tích cực, thì mình sẽ khó để đi theo cái cách này được. Nếu như muốn đi theo cách đó, nếu như muốn đi theo cách này mà muốn dùng cho các cái vấn đề tích cực ấy, thì các em cần phải biến đổi đi một chút. Đó, ví dụ như vẫn giữ cái hình ảnh so sánh là giống như lá phổi xanh của trái đất, thiên nhiên có vai trò quan trọng tạo nên môi trường sống của con người, giúp con người có đầy đủ những điều kiện về không khí, nguồn nước, đất đai để tồn tại và phát triển. Và ngày nay thật đáng mừng cho những trào lưu, hoặc là cho những phong trào bảo vệ môi trường, bảo vệ lá phổi xanh của trái đất như để chúng mình liệt kê ra, và cuối cùng là nêu ra vấn đề. Với những phong trào đó, chúng ta
Chúng ta có dịp một lần nữa suy ngẫm về vấn đề và nêu ra vấn đề nghị luận nhá. Đấy, thì quan trọng là các em hiểu được cách viết. Chị tin là các em hiểu được cách viết rồi thì mình còn có thể tự xây dựng được công thức cho mình nữa nha. Rồi, thì đó là về cách dẫn dắt. Cách 2, dẫn dắt bằng một hình ảnh. Các bạn yên tâm là nếu như mà chúng mình chỉ tập trung lắng nghe ở trong buổi học ấy, thì tất cả những tài liệu này sẽ được gửi tới các em sau buổi học nữa nha. Các bạn cứ yên tâm nhé. Rồi, bây giờ, đấy là cách số 2. Tiếp tục nào. Cách số 3, chúng ta sẽ dẫn dắt bằng một câu nói hoặc một câu thơ hoặc là một câu hát, sau đó sẽ nêu ra vấn đề nghị luận. Cụ thể cách này như sau. Công thức số 1 là chúng ta đi từ một câu nói, một nhận định thì sẽ tương tự như bài viết mẫu trong sách giáo khoa, mình có thể học hỏi luôn cái nhận định đó. Bởi vì ở đây ta đang học để viết một bài trình bày suy nghĩ về một vấn đề liên quan đến mối quan hệ giữa con người và tự nhiên mà. Thì nhận định mà trong bài viết tham khảo đã sử dụng ấy đã đề cập đến cái chủ đề giữa con người và tự nhiên rất là phù hợp để chúng ta dẫn dắt trong những bài viết về đề tài này. Nên là các em có thể tham khảo luôn. Nhà tham khảo luôn cái mở bài của bài viết tham khảo nhá. Rồi, đấy là đi từ một câu nói, một cái trích dẫn. Thế còn nếu mà đi từ một câu thơ thì sao? Các bạn hãy thử tham khảo công thức như sau nha. Tôi vẫn còn nhớ trong bài thơ Nói với con, người cha Y Phương đã dặn con những lời thấm thía: rừng cho hoa, con đường cho những tấm lòng. Ý thơ rừng cho hoa thật đẹp, bởi hoa ở đây không chỉ là bông hoa thơm ngát mà còn là biểu tượng cho những vẻ đẹp tinh túy mà rừng núi thiên nhiên ban tặng cho con người. Ý thơ sâu sắc khiến ta một lần nữa nghĩ về mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên. Trong đó, vấn đề A là điều ta không khỏi trăn trở. Đó, nhá. Thì cách viết ở đây là đầu tiên chúng ta nêu ra câu thơ. Chị mượn câu thơ trong bài thơ Nói với con của nhà thơ Y Phương. Trong bài thơ đó có hai câu rất là hay và cũng về cái chủ đề là giữa mối quan hệ giữa thiên nhiên và con người. Rừng cho hoa, con đường cho những tấm lòng. Ta tập trung nhiều hơn vào câu thơ rừng cho hoa. Thì nghĩa đen, chúng mình vẫn hay gọi là nghĩa đen ấy, nghĩa tả thực của câu này là nói về việc là rừng núi sẽ ban tặng cho con người những bông hoa xinh đẹp thơm ngát, đúng không? Nhưng từ hoa ở đây không chỉ mang ý nghĩa tả thực như vậy đâu, mà từ hoa ở đây ấy còn là biểu tượng cho những gì tinh túy nhất, đúng không ạ? Đấy, những gì tinh túy đẹp đẽ nhất vẫn người ta vẫn hay ví giống như bông hoa mà, giống như bông hoa ngát hương mà. Đấy, thế nên là rừng cho hoa hiểu rộng ra sẽ là thiên nhiên ban tặng cho con người những giá trị quý giá. Đấy, những cái điều tốt đẹp, tinh túy. Và ý thơ đó khiến cho chúng ta suy ngẫm tới cái vấn đề nghị luận đặt ra ở đây về mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên. Các bạn hình dung ra chưa? Đấy, cách viết là như vậy. Một, trích thơ. Hai, bàn luận về cái câu thơ đó, nêu ra ý nghĩa của câu thơ đó, chỉ ra sự liên quan giữa câu thơ đó với vấn đề nghị luận. Và thứ ba là nêu vấn đề. Đấy, từ ba cái bước như thế khi mà sử dụng công thức 2. Các em có thể biến chuyển một chút xíu không sao cả. Miễn sao mình không gặp lỗi ngữ pháp, miễn sao mà câu cú của mình hoàn chỉnh, không bị lặp từ. Đấy, bạn nêu ra vấn đề nghị luận một cách tự nhiên phù hợp chứ không được khiên cưỡng nhá. Khiên cưỡng là sao? Khiên cưỡng là mình dẫn dắt một đằng rồi mình lại nêu vấn đề một nẻo. Vấn đề nó chẳng liên quan đến điều mà ta dẫn dắt nhưng ta cứ bắt nó phải liên quan. Đấy, thì đấy chính là khiên cưỡng nhá. Nó thiếu tự nhiên thì sẽ không hay đâu và sẽ rất là buồn nếu như mà ngay từ những dòng văn đầu tiên người ta đã cảm thấy một cái sự không tự nhiên trong bài viết của mình rồi. Chị khuyên là chúng ta nên lựa chọn những cách nào phù hợp với bản thân mình hiểu được, mình nắm được cách viết đó, tự viết lại được bằng lời văn của mình để cho bài của mình, để cho phần mở bài nó được tự nhiên các bạn nhá. Còn việc của chị là giới thiệu thật là nhiều những cách viết để bạn nào mà chưa biết viết chúng ta có được cái sự hướng dẫn chi tiết nhất này, chỉ việc áp dụng thôi. Bạn nào mà đã biết viết rồi, các em có thể tham khảo thêm các ý tưởng khác và có thể từ đó sửa lại một chút trong cách diễn đạt của mình để mở bài hay hơn nhá. Đấy, đấy chính là nhiệm vụ của chị trong các tiết học viết dành cho các em đấy. Rồi, và nếu như mà mình muốn đi từ một câu hát thì sao?
Các bạn trẻ bây giờ chúng ta có nhiều nhiều những bài hát hay để mà chúng mình nghe, rồi có nhiều những thần tượng, những người mà giúp cho chúng ta có được những tác phẩm, rồi là có nhiều những bài hát thật là đặc sắc ấy. Thì trong những bài hát mà các em nghe có những câu hát nào ý nghĩa, các bạn cũng hãy ghi lại, bởi biết đâu nó sẽ trở thành cái nguồn đề tài, trở thành cái ý tưởng để chúng ta viết trong mở bài thì sao. Ví dụ với vấn đề là mối quan hệ giữa con người và tự nhiên, các bạn nhớ đến câu hát gì? Chị thì nhớ đến nhiều câu hát lắm, trong đó có một ca khúc tuổi thơ mà chắc chắn là ai cũng biết này. Trái đất này là của chúng mình, quả bom xanh bay giữa trời xanh. Đó, lời hát trong sáng hồn nhiên đã in sâu trong tâm trí mỗi người chúng ta, một hình ảnh ngỡ rằng đã trở thành chân lý, trái đất là một quả bóng xanh. Vậy mà xã hội ngày một phát triển, màu xanh của trái đất lại dần dần mất đi, thay vào đó là ô nhiễm, là thiên tai. Có rất nhiều vấn nạn xoay quanh thực trạng đáng buồn này, một trong số đó là và cộng với cả vấn đề nghị luận. Nhá, đồng ý không? Đấy thì đây là cách mình đi từ một câu hát, nên là em cứ nhớ lấy câu hát nào mà cảm thấy nó phù hợp em có thể trích dẫn ra ở đây, cũng rất là hay, cũng là một cách cho thấy một cái cho thấy về sự liên tưởng phong phú của chúng ta, đúng không? Thì cách viết này là trích ra lời bài hát, sau đó là nêu ra ý nghĩa của lời bài hát ấy và dẫn dắt tới vấn đề nghị luận, cuối cùng là nêu vấn đề. Mình vẫn đi theo cách trình tự như thế thôi. Quan trọng là cách diễn đạt của chúng ta như thế nào. Bạn nào mà khó diễn đạt quá, kiểu có ý tưởng nhưng mà không biết viết như thế nào, thì tham khảo những công thức này, chỉ việc thay thế vấn đề nghị luận vào đây thôi. Còn bạn nào mà đã có cách diễn đạt của riêng mình rồi, thì hãy nhớ là mình tham khảo những cách này và mình có thể biến đổi đi nhá, hoặc là mình có thể chỉnh sửa lại cách diễn đạt của mình sao cho hay hơn, sao cho hấp dẫn hơn nhá. Đấy, thì đấy là cách số 3, đi từ câu nói hoặc câu thơ hoặc là câu hát, tóm lại là đi từ lời của người khác để bây giờ nêu ra vấn đề của mình. Đấy, thì đấy là cách số 3 nhá. Tại sao mà chị nhóm những cách này lại, là bởi vì đây đều là việc đi từ câu nói của người khác, đi từ lời nói của người khác, sáng tác của người khác để dẫn dắt tới cái vấn đề của mình. Đấy, thì đấy là cách số 3. Rồi tiếp tục cách số 4 nào. Cách số 4 ạ. Thấy nhiều cách không? Các bạn ơi, đến đây là chúng mình đi qua ba cách. Đầu tiên là chúng ta đã có 2, 3, 4, 5, 6 công thức rồi. Ôi chao. Ôi chao ơi, đã có 6 công thức rồi. Thoải mái mà sử dụng nhá. Nhưng chưa hết đâu, vẫn còn rất nhiều nữa nha. Cách số 4 là chúng ta sẽ dẫn dắt bằng câu chuyện hoặc là trải nghiệm cá nhân để rồi nêu ra vấn đề. Cách này thì lại mang tính cá nhân hóa rất là cao nhá. Cụ thể như sau, chúng mình sẽ có một cái công thức như thế này. Đối với một vấn đề liên quan đến mối quan hệ giữa con người và tự nhiên, thì chị có một cái công thức nêu ra một loạt các ví dụ, nêu ra một loạt những cái câu chuyện liên quan đến cá nhân, liên quan đến trải nghiệm cá nhân của chị thôi nhá. Ví dụ này, tôi sẵn sàng sử dụng túi ni lông để đựng đồ vì nó tiện. Tôi chẳng mảy may trước thông tin về những vụ cháy rừng vì điều đó ở rất xa chỗ tôi. Tôi thờ ơ khi thấy những đống rác ngổn ngang nơi hè phố vì đó không phải chỗ nhà tôi. Trong xã hội ngày nay, không khó để bắt gặp những tôi như thế. Thử hỏi, đối với họ, thiên nhiên có cần thiết với con người hay không? Thật mong những con người đó hay tất cả chúng ta hãy ít nhất một lần suy nghĩ về vấn đề nghị luận, chúng ta nêu vấn đề nghị luận ra nhá. Đấy, thì vấn đề A là gì thì mình thay thế vào đây nhá. Nhớ đấy là các em phải thay thế vào cái phần mà chị in màu nâu này này. Đấy, chứ không phải là viết vào bài rồi vẫn ghi là vấn đề A hay vấn đề nghị luận đâu. Vấn đề mà đề bài đặt ra là gì thì mình thay thế vào đây nhá. Thì cái cách này nó hay ở chỗ ấy, là sẽ mang tính cá nhân hóa. Không có ai giống ai được, đúng không? Thế nhưng mà với công thức này thì có thể nhiều bạn cùng dùng vẫn giống được đấy thôi, bởi đơn giản thì công thức này đã sử dụng những trải nghiệm của đại đa số chúng ta, một cái trải nghiệm một một cái những cái trải nghiệm rất là đáng xấu hổ, đúng không các em? Đấy, thì viết văn là như vậy mà, văn học là như vậy mà, chúng ta học văn là để thay đổi nhận thức, để có thể sống tích cực hơn. Thì đây ạ,
Trong cái quá trình mà xây dựng các cái công thức cho các em, suy nghĩ để làm sao giúp cho các bạn viết được những mở bài gần gũi nhất, thuận tiện nhất và tự nhiên nhất ý, thì chị nghĩ đến cái cách này và chị nhận ra được một cái sự kỳ diệu của văn chương đấy, đó là trong quá trình viết văn chúng ta cũng nhìn lại chính mình, chúng ta cũng tự nhìn lại bản thân, tự kiểm điểm bản thân, đặc biệt là khi viết văn nghị luận xã hội. Các em ơi, văn nghị luận xã hội không phải là cái gì đao to búa lớn, không phải là cái gì thật là xa xôi, không phải là những cái gì mà chúng ta chỉ nói được mà không làm được đâu. Mà văn nghị luận xã hội chính là những gì đang xảy ra hàng ngày trong cuộc sống của chúng ta đấy. Và chúng ta hoàn toàn có thể viết mở bài đi từ chính những cái hàng ngày như thế, đúng không? Nhá, thì chị gọi cái cách mở bài này, công thức này như là một lời thú tội để bắt đầu cho bài viết của chúng ta. Cũng là một cách mà chị thấy cũng khá hay ho đấy. Các em thử tham khảo xem sao nhá. Đồng ý không? Ừ, đừng quá bất ngờ nhá. Đừng quá bất ngờ với cách này. Bởi vì là chị cũng mong sao là việc viết văn của chúng mình sẽ không phải là cái gì mà các em bắt buộc phải viết, không phải là cái gì mà các em phải sống giả dối. Chị đã rất là trăn trở với những lần mà khi hỏi các bạn học sinh viết nghị luận xã hội như thế nào ấy, các bạn toàn gọi là toàn bảo là em phải sống ảo lắm em mới viết được đấy, rồi là em phải sống giả dối lắm em mới viết được đấy. Mỗi lần viết là một lần mà em sống ảo, mỗi lần viết là một lần mà em gọi là nói được mà không làm được chị ạ. Thì chị thấy điều đó thực sự là rất là báo động. Các em hãy viết với những gì là suy nghĩ thật của chúng ta này, với những gì đang xảy ra hàng ngày xung quanh chúng ta. Những vấn đề trong đề thi cũng sẽ là những vấn đề rất gần gũi và quen thuộc với chúng ta thôi. Nếu như nó không gần gũi, các em vẫn có thể biến nó trở thành một vấn đề gần gũi mà. Nhá, đấy, thì từ cái công thức này có một đôi điều, có đôi điều chị muốn chia sẻ với các bạn như vậy. Mong rằng là các em thấu hiểu và có thêm cái động lực để mình học văn tốt hơn, thật hơn nha. Rồi, đấy là cách số 4. Thế còn, chúng ta còn một cách nữa này các bạn ơi. Một cách nữa rất là kêu. Và nếu mà bạn nào có cái vốn hiểu biết phong phú thì sử dụng cách này rất tốt này. Đó chính là chúng ta dẫn dắt bằng con số hoặc là bằng kết quả nghiên cứu. Nhưng muốn dùng được cách này thì chúng ta phải biết đến con số đó, đúng không ạ? Đấy, thì công thức sẽ là như sau, chị giới thiệu công thức trước. Đây, công thức nhá. Chúng ta nêu ra cái con số đó cùng với cả ý nghĩa của con số. Rồi sau đó mình khẳng định là con số biết nói này thực sự đã chạm tới sự lo lắng và trăn trở của chúng ta về mối quan hệ giữa con người và tự nhiên. Trong đó chúng ta cần quan tâm nhiều hơn tới vấn đề nghị luận, chúng ta nêu vấn đề A ra nhá. Đấy, thế thì con số này chúng ta rất là dễ để tìm kiếm. Bây giờ các em chỉ cần sử dụng các cái công cụ tìm kiếm, ví dụ như Google này, đấy. Hoặc là bạn nào sử dụng những cái phần mềm trí tuệ nhân tạo thì các em chỉ cần đặt câu hỏi thôi là người ta trả về cho chúng ta vô số các kết quả luôn à. Đây nhá, ví dụ luôn này, chị làm một cái thao tác đơn giản. Lên Google, search là những con số biết nói về mối quan hệ giữa con người và tự nhiên. Thì đây là kết quả mà Google đã trả lại cho chị này. Đây nha, các em theo dõi trên màn hình này. Đấy, có vô số các cái con số mà đã được kiểm chứng nhá. Các em phải tìm đến những cái nguồn tin cậy. Ví dụ như đây ở trên một trang web mà chị thấy là thống kê rất nhiều những nội dung này. Đó, dưới dạng hình ảnh rất là bắt mắt. Ví dụ, Đài Loan cam kết sẽ loại bỏ tất cả sản phẩm nhựa dùng một lần trước năm 2030. Người ta cũng đã in đậm rồi là tô màu những cái con số biết nói ở đây. Hay là các thành phố thuộc quận Denton của Mỹ với khoảng 130.000 cư dân sẽ hoàn toàn sử dụng năng lượng mặt trời và năng lượng gió. Đấy, sử dụng những con số này rồi mình dẫn dắt tới những vấn đề tích cực liên quan đến mối quan hệ giữa con người và tự nhiên thì quá là phù hợp luôn. Đúng không? Mình có thể bắt đầu bài văn là 130.000 cư dân. Đó là con số hoặc là đó là số lượng cư dân ở quận Denton, nước Mỹ. Và những cư dân này, 130.000 cư dân ấy sẽ hoàn toàn sử dụng năng lượng mặt trời và năng lượng gió. Đồng ý không? Đấy, một con số biết nói một lần nữa khiến chúng ta suy ngẫm về mối quan hệ giữa con người và tự nhiên, đặc biệt về vấn đề nghị luận để chúng mình nêu ra, áp dụng với công thức như chị vừa nêu. Hay là đây nhá, các em kéo xuống dưới rất là nhiều này.
Phần đầu ở đây là những cái con số thuộc vấn đề tích cực đấy, thuộc những cái cách làm, những cái việc làm tích cực của các quốc gia trên toàn thế giới để có thể tác động tích cực tới môi trường. Còn bên dưới này là những cái con số tiêu cực đây. Ví dụ, một vòi nước rỉ lãng phí trung bình đến 120 lít nước mỗi ngày. Vòi nước rỉ là như nào? Là chúng ta nhìn thấy vòi nước nó cứ nhỏ từng giọt từng giọt. Nếu mà chúng ta quan sát trong một thời gian ngắn thì ta thấy cũng chẳng đáng bao nhiêu, có vài giọt nước à. Nhưng không, trong một ngày một cái vòi nước như thế nó làm lãng phí đến 120 lít nước đấy các em ạ. Nha, hay là đây, 35 tấn. Đó là số lượng rác mỗi ngày đổ ra các đại dương. Ôi, đi từ con số này rất kêu luôn nhá, và cũng rất đáng báo động luôn này. 35 tấn, đó là lượng rác thải đổ ra đại dương mỗi ngày. Một con số biết nói, nhắc nhở chúng ta, hoặc là một hồi chuông cảnh báo tới chúng ta về cách mà mình đang đối xử với đại dương, hay chính là đối với thiên nhiên nói chung. Đúng không? Đấy, suy ngẫm về điều này, ta không thể làm ngơ trước, và chúng ta nêu ra vấn đề nghị luận. Không thể làm ngơ trước vấn đề suy ngẫm về điều này, ta không thể làm ngơ trước vấn đề bảo vệ hoặc là bảo tồn hệ sinh thái biển. Đấy, những cái vấn đề mà liên quan đến đại dương, liên quan đến môi trường biển, em có thể dùng cái con số này nhá, vân vân. Đó, thì chị sẽ để cái đường link của trang web này ở trong tài liệu khóa học, tài liệu sau buổi học để các bạn có thể đọc thêm nhá, rất là nhiều. Quan trọng là các em có biết tới hay không thôi. Rồi, quay trở lại nào, quay trở lại với bài học của chúng mình. Đó chính là cách số 5 mà chị giới thiệu với các bạn. Như vậy, vậy thì ở đây chúng mình đã có 5 cách để viết mở bài các bạn nha. 5 cách để chúng mình viết mở bài này. Nêu vấn đề trực tiếp, dẫn dắt bằng hình ảnh, dẫn dắt bằng câu nói, câu thơ, câu hát, dẫn dắt bằng câu chuyện, trải nghiệm cá nhân, dẫn dắt bằng con số và kết quả nghiên cứu. Để rồi bây giờ vận dụng một trong những cách này, các em sẽ thực hành một cái ví dụ là viết một bài văn trình bày ý kiến về vấn đề tác động của biến đổi khí hậu đối với cuộc sống của con người. Thế thì để thực hành cái yêu cầu này, trước tiên chúng ta xác định vấn đề nghị luận ở đây, đó là tác động của biến đổi khí hậu đối với cuộc sống con người. Và các em hãy lựa chọn một trong những cách viết mà chị vừa mới giới thiệu để thực hiện phần mở bài cho đề bài này nhé. Chị sẽ gửi tới các bạn một cái đường link Palette, rồi các em sẽ điền vào đó luôn. Các bạn sẽ thực hành ở trên đó luôn và gửi kết quả trên đó luôn. Chúng ta có thời gian là 10 phút để thực hiện cái yêu cầu này nha. Dần dần chúng ta viết nhanh hơn thì chúng mình sẽ có cái thời gian ngắn hơn để có thể tiết kiệm và bước sang những phần khác của bài học nữa. Còn với riêng buổi hôm nay thì các em có 10 phút để thực hành nhé. Rồi, thì xin mời các bạn nhé. Và các em thân mến, đó chính là một phần trong tiến trình buổi học thuộc khóa học văn VIP của học văn chị Hiên dành cho các bạn lớp 9, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Chị rất mong là thông qua một phần nho nhỏ như vừa rồi thì các bạn nhỏ cũng đã hiểu được cách thức học của chúng mình trong một buổi học của khóa học như thế nào. Và cũng thật mong đó sẽ là những trải nghiệm thú vị và bổ ích để giúp cho chúng ta hiểu hơn và cũng giúp cho chúng mình có thể có cơ hội được đồng hành cùng với nhau trong năm học quan trọng này nhé. Rất vui vì các em đã theo dõi hết video và chị là Hải Quỳnh. Chị rất mong được gặp lại các em ở trong khóa học văn VIP 2K10 của Phan Chị Hiên nha. Còn bây giờ thì tạm biệt các em. Bye bye!